Cảnh sát biển Philippines cho biết, một chiếc phà chở 251 người bị lật úp ngoài khơi một hòn đảo xa xôi hôm 21 tháng 12. Phát ngôn viên của Cảnh sát biển Philippines cho biết, các tàu cứu hộ và máy bay trực thăng đã được điều tới khu vực gần đảo Polilo, cách Manila 70 cây số về hướng đông bắc. Phà bị chìm trong một cơn bão dữ trên chuyến tàu nối liền thị trấn Rio ở tỉnh Quezon với đảo Polilo. Tin nói có một số thương vong nhưng chưa được kiểm chứng. Tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra ở Philippines do tàu thuyền được bảo trì kém và bị quá tải do giám sát lỏng lẻo.